Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc mọi người. Và mình thu hái được một bó cây ngọa vân đăng. Nó khá là lớn. Thì nãy giờ mình bắt từ trên đỉnh đồng xuống mọi người. Mồ hôi toát. Nên ngồi đây mình nghỉ dị lá một chút. Thời tiết ở quê mình vào những cái ngày hè thì cứ tầm 39, 40 hoặc là 38 độ gì đó. Nắng gay gắt luôn. Đây là một khu vực rừng đang rất là nguyên sinh mọi người, cho nên không khí khá là mát mẻ. Nhưng mà một chút nữa ra ngoài cái chỗ người ta phát rồi thì nó cực kỳ là nóng luôn, nóng gay gắt, nóng lế lết luôn mọi người. Khi mà vác cái bộ thuốc này đi ra ngoài khu vực người ta phát rồi thì nó nóng, có cảm giác như máu nó xốc vào trong tim trong não mọi người, cực kỳ là vất vả luôn. Cái ngọa vân đăng này thì trong kênh YouTube cây thuốc rừng xanh của mình đã có một video rất chi tiết về cái loài cây thuốc này. Đây là một cái cây thuốc mà được các cây thuốc rất ưa sử dụng mọi người. Nó thường được dùng để trị các cái bệnh như là đau nhức xương khớp này, phong thấp này, thoái hóa xương khớp này, gai cột sống. Rồi ngoài ra nó còn được sử dụng để trị đau dạ dày và viêm gan nữa. Thì đó là một số cái công dụng chính của cái cây ngọa vân đăng này. Thì tùy vào thầy thuốc, người ta sẽ sử dụng vào một mục đích nào đó trong số các mục đích mình đã nêu. Tuy nhiên cần kết hợp với một số các loài cây khác nữa thì hiệu quả của cái cây này nó mới tăng cao. Và đây là một cái cây thuốc phải nói là được rất nhiều người sử dụng mà. Và cái cây này giờ nó có một đặc điểm là rất hiếm. Nó thường ở những cái nơi cao đó. Nãy giờ mình vác từ cái đỉnh đồng xuống mọi người. Dệt luôn. Và bây giờ mình phải đưa cái lượng thuốc này xuống dưới chân núi để về nhà. Đến đây mình xin chào và tạm biệt mọi người.